Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức quốc tang. Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức quốc tang. Trong hai ngày quốc tang, 25, 27 và 26, 7, các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang trong hai ngày 25 và 26 tháng 7. Sau đó ông được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch. Theo thông cáo đặc biệt phát chiều ngày 20 tháng 7, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quàn tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7. Lễ truy điệu 13 giờ ngày 26 tháng 7. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch. Lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trong hai ngày quốc tang, ngày 25 tháng 7 năm 2024 và ngày 26 tháng 7 năm 2024, các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Ban lễ tang gồm 35 người do Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng ban. Các thành viên còn lại gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và đại diện các ban, bộ, ngành. Ban tổ chức lễ tang gồm 27 người do Thường trực Ban Bí thư Lương Cường là trưởng ban. Hai phó ban là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc. Lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng. Lễ truy điệu và lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, quê quán, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thường trú tại nhà số 5, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ông tham gia công tác từ năm 1967, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 1967, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8, 9, X, 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, X, 11, 12, 13, tham gia Thường trực Bộ Chính trị khóa 8. Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, 12, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 11, 12, 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14, 15. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc. Nhưng do tuổi cao bệnh nặng, Tổng Bí thư đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Gần 60 năm công tác, Tổng Bí thư đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, quê quán, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thường trú tại nhà số 5 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia công tác ngày 5 tháng 12 năm 1967, vào Đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967. Quá trình công tác. Tháng 12 năm 1967, cán bộ phòng tư liệu tạp chí Học tập, nay là tạp chí Cộng sản. Ngày 19 tháng 12 năm 1967, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
tháng 8 năm 1968, tháng 8 năm 1973, cán bộ biên tập tạp chí Cộng sản, đi thực tế ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây, nay là Hà Nội, làm bí thư chi đoàn cơ quan tạp chí Cộng sản. Tháng 9 năm 1973, tháng 4 năm 1976, nghiên cứu sinh khoa kinh tế, chính trị tại trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tháng 5 năm 1976, tháng 8 năm 1980, cán bộ biên tập ban xây dựng đảng, tạp chí Cộng sản, phó bí thư chi bộ. Tháng 9 năm 1980, tháng 8 năm 1981, học Nga văn tại trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Tháng 9 năm 1981, tháng 7 năm 1983, thực tập sinh và bảo vệ luận án phó tiến sĩ, nay là tiến sĩ, khoa học lịch sử, chuyên ngành xây dựng đảng, ở Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Liên Xô, trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Tháng 8 năm 1983, tháng 8 năm 1987, phó ban xây dựng đảng, tạp chí Cộng sản. Tháng 9 năm 1987, tháng 2 năm 1989, trưởng ban xây dựng đảng, phó bí thư đảng ủy, từ tháng 7 năm 1985, tháng 12 năm 1988, bí thư đảng ủy cơ quan tạp chí Cộng sản, tháng 12 năm 1988, tháng 12 năm 1991, tháng 3 năm 1989, tháng 4 năm 1990, ủy viên ban biên tập tạp chí Cộng sản. Tháng 5 năm 1990, tháng 7 năm 1991, phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Tháng 8 năm 1991, tháng 8 năm 1996, tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Tại hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7 của đảng, tháng 1 năm 1994, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương đảng. Đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 7, 8, 9, X, 11, 12, 13. Tháng 8 năm 1996, tháng 2 năm 1998, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm trưởng Ban cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8, tháng 12 năm 1997, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị. Đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, X, 11, 12, 13. Tháng 2 năm 1998, tháng 1 năm 2000, phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa và khoa giáo của đảng. Tháng 3 năm 1998, tháng 11 năm 2006, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của đảng, tháng 11 năm 2001, tháng 8 năm 2006, tháng 8 năm 1999, tháng 4 năm 2001, tham gia thường trực Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 1 năm 2000, tháng 6 năm 2006, Bí thư Thành ủy Hà Nội các khóa 12, 13, 14. Tháng 5 năm 2002, đến nay, đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14, 15. Tháng 6 năm 2006, tháng 7 năm 2011, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, 12, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Tháng 1 năm 2011, đến nay, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 11, 12, 13, Bí thư Quân ủy Trung ương. Tháng 2 năm 2013, đến nay, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tháng 8 năm 2016, đến nay, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015, 2020 và 2020, 2025. Tháng 10 năm 2018, tháng 4 năm 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016, 2021, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Tháng 4 năm 2021, đến nay, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Do có nhiều công lao to lớn và đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc,
đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế, huân chương vàng quốc gia của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, huân chương hữu nghị của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giải thưởng Lenin, giải thưởng cao quý nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, huân chương Jose Marti của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba và nhiều danh hiệu cao quý khác. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.